quay trở lại với anh Vẻ Đẹp Duy Hải Châu và mình là Trần Huỳnh. Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi đến một trong những quán coffee được mệnh danh là lâu đài của giới trẻ Tây Bắc. Đó là quán cà phê Gateway mọi người nhá. Thì ngày hôm nay mình đi cùng thằng em trai nên là sẽ cho nó trải nghiệm một số món đồ ăn đồ uống sở trường ở đây. Trong đó có món bánh mì áp chảo. Thì bây giờ mình đang ngồi ở Gateway rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi khám phá. Giờ theo mọi người nhá, ở không gian tầng 1 ấy thì vẫn là chủ yếu những cái bộ bàn ghế gỗ với lại sofa rồi. Thì đây trong một trong những cái điểm mà mình thích nhất ở Gateway. Nó là một cái nét đặc trưng ở trong những cái tòa lâu đài ấy, cái lối kiến trúc sang trọng kiểu châu Âu ấy. Thì mình rất là thích cái tông màu ở đây cũng như là cái bài cổ trang trí của chủ quán. Nhưng trước kia ở đây thì hay tổ chức những cái chương trình ca nhạc hát ấy. Nhưng bây giờ thì do thị hiếu của Lai Châu chưa có nên là quán tạm nghỉ. Thì đây là không gian tầng 1 của mọi người này. Đấy. Đấy thì mọi người có thể xem và theo dõi. Rồi. Mình sẽ dẫn mọi người lên tầng 2 nhé. Tầng 2 thì ngay từ cái điểm đầu cầu thang ấy thì mình cảm thấy rất là thích vì nó theo một cái gu theo lối thời xưa từ những cái miếng gạch kép từ trần cầu thang cho đến cái cách bài trí những bộ bàn ghế lâu đời ấy, thì mọi người có thể xem này. Đây một điều rất là đặc trưng ở Gateway khi mà pha trộn cả được kiến trúc hiện đại lẫn với lại theo lối cổ ấy, thì mình thấy một điều đặc biệt là với những cái bức vẽ tranh tường ở trên tường ấy, thì là một điểm nhấn cực kỳ quan trọng trong không gian luôn. Thì đây là một trong những điều mình nghĩ là Gateway có một cái nét đột phá ở đây. Thì ngoài ra thì ở đây cũng có cả cái giếng trời đó mọi người. Với hệ thống đèn nhưng mà tối đây thì chắc là rất là đẹp. Thì bạn đang mình sẽ hẹn gần vào những bức ảnh ở trên Facebook mọi người nhá. Ngoài ra thì ở trên này một không gian mà mình vô cùng thích. Đây chính là cái không gian ở ngoài bờ hồ mọi người. Thì nó rất là thoáng. Rất là thoáng vì ở đây mọi người có thể bao tầm mắt ngắm hết cả hồ luôn. Thì ở đây ấy, thì là có thể ngắm được cả, nói chung là ngắm được tất cả mọi thứ thì từ Ban Thủy Sơn cho đến khách sạn Hoàng Nhâm cho đến khu Hương Thịnh cho đến mọi cái ở đây đều bao quát hết được cả. Đặc biệt là buổi sáng mà ngắm bình minh ở đây thì nghĩ là tuyệt vời. Thường mình hay ra đây ngồi những lúc mà cảm thấy buồn buồn mà cần một cái không gian gì đó để giải stress. Mà đôi khi ra đây thì còn được nghe nhạc, chỉ được quán mở nhạc rất là hay. Thì mình rất là thích cái chuyện đấy. Thì đây là toàn bộ những cái mình review luôn. Thưa mọi người, thằng em trai của mình thì hôm nay ở Lai Châu thì ngày thứ hai rồi thì mình sẽ dẫn nó đi thưởng thức một số cái đẹp Lai Châu. Như giới thiệu đầu rồi ấy, thì sẽ dẫn nó ra ngoài Gateway, một trong những quán cà phê lâu đài của Lai Châu ấy. Thì bây giờ nó ăn bánh mì chảo thì ăn đi xem cảm nhận nào. Thế nào? Ăn được không? Hả? Ngon hơn Thái Bình á? Ngon hơn nó là ngon hơn Thái Bình mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ quay zoom lại xem một suất của một cái gì mọi người nhá. Đây bây giờ hôm nay thôi thì mình cũng đang mệt nên để cho nó giới thiệu luôn. Số bánh mì gồm những cái gì vậy? Em bánh mì gồm xúc xích, thịt bò, cái gì đó và khoai tây chiên, trứng, đấy còn trứng này. Anh cảm tưởng như nào? Ngon không? Ngon. So với Thái Bình thì sao? Ngon Thái Bình. Ngon hơn à? Ngon hơn Thái Bình ấy. Bánh mì ở đây sở trường của chị rồi, ngon nhất rồi. Ăn thẳng như thế nào? Đây em mình tên là Linh, sinh năm 2001, chưa người yêu nhé. Thì đây, này dẫn ra và nó lên được một tuần rồi thì sẽ cố gắng dẫn được đi hết các quán.
làm nhân vật trải nghiệm cho mình. Được ăn được hai suất không? Được. Ăn được không, Ninh? Ôi á, xanh 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 không còn miếng nào. Cảm giác bây giờ như nào, Cú? No á? Bình thường á? Chén thôi đi. Để xem có gì không ăn gọi à? Gì? Ăn được cả lái trâu không? Đây mọi người, hết luôn 3-4 bình. Rồi, kết thúc video ở đây nhé. Mọi người thấy hay và ý nghĩa thì mọi người like và share giúp mình nhé. Nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Số sau thì hẹn gặp lại mọi người tại một địa điểm khác tại đây trong. Xin chào và hẹn gặp lại.